tất cả anh em, chào mừng anh em đến với kênh của Phạm TV Cuộc Sống Hòa Nhập. Anh em hôm nay mình giới thiệu anh em vừa ăn vừa nói chuyện anh em. Đây là ở Nhật là đang một dâu ấy. Thì mình hôm nay mình mua được một cái khay dâu rất là ngon. Mình sẽ cho anh em xem nhé. Đây, cái dâu rất là ngon. Mọi người xem này, quả cực kỳ to luôn. Mình xem nhé, hôm nay mình sẽ ăn cho anh em xem. Quả dâu này rất là to luôn. Hôm nay thì anh em mà thích ăn đồ ăn thẳng cũng được, không sao cả, nhưng mà mình thích ăn cùng với cả sữa ấy. Thế nên là hôm nay là mình cho cùng sẽ đặt vào đây mà anh em này. Siêu thị nó có bán những hộp sữa này. Ngọt lắm anh em. Mình mua ở đây thứ này là 400 yên là 80.000. 80.000 thì 2, 4, 5, 7 quả các bạn. To này các bạn, nhìn các bạn nhìn này. Che kín mặt mình luôn. Thấy to chưa? Mình nhập chân ha. Siêu to khủng bố luôn. Dâu siêu to khủng bố luôn. Đó. Dâu ở nhà rất là ngon luôn. Mình mới chuyển sang một phòng mới á. Anh em nào mình muốn mình quay phòng mới cho ấy, đặt comment bên dưới mình sẽ quay cho anh em xem nhé. Các bạn muốn xem phòng mình nhớ để lại comment nhé, nhớ đăng ký kênh để theo dõi mình ra video mới nhé.